bắt giữ nghi phạm đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1993, trú tại Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 2, Công an phường Trung Liệt tiếp nhận đơn trình báo của anh M, trú tại Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, về việc bị mất trộm 3 chiếc máy tính, 3 máy ảnh, 5 ống kính máy ảnh, tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra và bắt giữ nghi phạm trộm cắp là Nguyễn Văn Linh. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2, Nguyễn Văn Linh đi lang thang trên địa bàn quận Đống Đa, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến ngõ 133 Thái Hà, Linh phát hiện tầng 2 một ngôi nhà không đóng cửa nên trèo vào lấy trộm 3 chiếc máy tính, 3 máy ảnh, 5 ống kính máy ảnh. Ngoài ra, nghi phạm khai nhận trước đó còn trộm cắp chiếc máy tính và điện thoại trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định. TV, VOV.